Theo Bộ Công Thương, tính đến trưa ngày 24 tháng 2, lượng hàng hóa tồn đọng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc là gần 700 xe các loại và đang có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 2 đến trưa ngày 24 tháng 2, tổng lượng hàng hóa xuất khẩu là 390 xe, tổng lượng nhập khẩu là 374 xe và 18 toa tàu. Tuy nhiên, tổng lượng hàng hóa đang tồn là 695 xe và 11 toa tàu. Chỉ tính riêng tỉnh Lạng Sơn, lượng hàng hóa tồn đọng là 495 xe và 11 toa tàu. Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục theo dõi sát, có sự thông tin cập nhật diễn biến tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới, đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản khuyến cáo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương cũng như các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để chủ động điều tiết nhịp độ đưa hàng lên biên giới. Cũng theo Bộ Công Thương, những lô hàng được thông quan nhanh là những lô hàng có truy xuất nguồn gốc và được nhập khẩu chính ngạch.